Xin chào các bạn. Hôm nay thì tôi tiếp tục đập hộp một con Kangen Black FD501. Con này phiên bản nội địa Nhật các bạn nhé. Cái dòng FD501 này thì là dòng có 7 tấm điện cực, cho ra được 7 loại nước khác nhau nhé. Đây, thông thường thì tất cả những con bản nội địa Nhật đây, về cái phần giấy tờ của nó rất là nhiều các bạn nhé. Đây là hóa đơn mua bán này, rồi giấy bảo hành này, đấy, rồi ID của người mua này, đấy, rất là nhiều giấy tờ nhé. Đây là catalog này, catalog về sản phẩm và catalog về tập đoàn này, đấy, rồi chăm sóc giấy tờ chăm sóc khách hàng này. Đây, các cái giấy tờ này thì mình để sang một bên nhé. Nói chung là của nó riêng cái bản nội địa Nhật thì là giấy tờ của nó rất là nhiều. Đây, còn đây là hướng dẫn lắp đặt và đây là nhân vật chính này. Đây nha, đây nhé, khi các bạn lưu ý nhé, đối với cái hàng nội địa Nhật này là cái vỏ hộp này là cũng bằng chữ Nhật nhé, chữ ở đây là Nhật này. Đấy, và cái dòng nội địa Nhật này thì nó có sẽ có seal ở đây nhé, khác hoàn toàn so với cái dòng mà xuất thị trường Úc. Đấy, đây là nó sẽ có seal ở đây này, các bạn bóc cái seal này này, quay lại gần đây. Đấy, đây cái seal này nhá, các bạn bóc cái seal này là mất seal nhá. Đây nhá, cái seal này bóc cái là mất này. Đấy, đây là một tập giấy tờ bên trong này, hướng dẫn lắp đặt này. Cái này toàn hoàn toàn bằng tiếng Nhật hết nhé. Còn các cái linh phụ kiện đi kèm này, đây là cái bộ chuyển đổi vòi nhé. Cái này thì cho bên thị trường Nhật người ta hay dùng này. Đây, đấy, bộ chuyển đổi vòi này. Thì cái này bên Việt Nam mình thì sẽ ít dùng cái loại này, gần như không sử dụng cái loại này. Đây, muối tăng cường điện phân này. Đấy, ở bên Nhật thì người ta sẽ gọi là canxi nhé. Còn đây là cái axit citric để vệ sinh máy nhé. Còn đây là lọ thuốc thử đây, kèm cái bột canxi nhé. Lọ test độ pH ấy, dung dịch chỉ thị màu ấy các bạn. Còn đây là cái lõi giả để khi mà các bạn vệ sinh máy thì sẽ dùng cái lõi này nhé, để cắm thay cho cái lõi chính kia. Còn đây là bộ để cắm cái đường vòi nước thải này. Đây, cái con SD501. Đấy, đây nhá, đối với cái dòng SD501 bản nội địa Nhật nhá, là các bạn lưu ý này, các cái chữ ở đây hoàn toàn là bằng tiếng Nhật hết nhé. Nó khác so với cái bản quốc tế hoặc bản xuất thị trường Úc, là đây là hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đấy, cái này bằng tiếng Anh, nhưng mà cái này là bản nội địa Nhật, tất cả các chữ ở đây cũng thế này, chữ cảnh báo này, dòng chữ cảnh báo cũng bằng tiếng Nhật thế này. Ở bên trong đây này, các cái dòng chữ cảnh báo này cũng hoàn toàn bằng tiếng Nhật nhé. Còn đây là cái lõi 12.000 lít của nó này. Đấy, đây là để tháo này. Còn đã khóa lại thì các bạn đẩy ngược lại đây nhé. Đấy, để chốt lại. Còn cái mé bên đây này là cái hộp đựng muối nhé, muối để tăng cường điện phân đấy.
Đây này, đây là cái mở này, mở này, còn đây đóng nhé. Đấy. Đây khi mà các bạn đổ cái dung dịch muối tăng cường điện phân vào này thì các bạn sẽ đổ vào đây này. Đổ thì cái ngưỡng tối đa của nó đây, cái vạch chỉ đỏ này. Đấy. Các bạn sẽ đổ vào đấy. Xong lắp lại. Và khóa chốt cái này lại này. Cái phần này thì các bạn là cái nắp đậy này thì các bạn đậy lại nhá. Ok. Đấy, và cái đặc điểm nữa của cái dòng nội địa Nhật là ở tất cả đằng sau này cũng dùng hoàn toàn bằng tiếng Nhật nhé. Và cái dòng điện của nó là dòng điện AC100 nhé các bạn nhé. Đây quay lại đây, quay gần lại đây. Đây các bạn nhìn đây nhé. Đấy là dùng dòng điện AC100 này. Chứ không như những con xuất quốc tế hoặc là thị trường Úc kia là cái dòng điện của nó là dòng điện auto. Và cái nguồn của nó là sẽ 3.2A. Đấy. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt nhé. Cái này thì vì là dùng nguồn điện 100V nên là bắt buộc phải có cục đổi nguồn nhé.